Kính chào quý thính giả đã quay trở lại với chương trình radio Lắng Đọng Đêm Về phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Quý thính giả thân mến, với nỗ lực truyền tải những nội dung văn hóa truyền thống được lưu truyền từ ngàn năm, đề cao các giá trị đạo lý nhân sinh, tín ngưỡng đối với thần Phật, Lắng Đọng Đêm Về hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Quý vị thân mến, lòng ham muốn của con người như cái động không đáy. Khi dục vọng nổi lên sâu vô đáy thì không thể nào lấp đầy, không thể nào thỏa mãn được. Vậy nên cổ nhân mới có câu chi túc thường lạc, biết đủ mới có thể luôn vui vẻ. Trong dòng sông dài cuộc đời này, dù đi bao xa, học được bao điều, có lẽ ba câu nói trí tuệ sau đây vẫn sẽ giúp chúng ta thọ ích được rất nhiều. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Lắng Đọng Đêm Về ngày hôm nay. Bất kể nhân gian điên đảo thế nào, chớ nên quá dựa dẫm vào người khác. Hâm mộ những gì người khác có, không bằng trân quý những gì mình đang có. Nhiều khi con người cảm thấy không hạnh phúc, chính là vì không hài lòng thỏa mãn. Dục vọng làm xung động những chấp trước ẩn sâu trong tâm mỗi người. Từ khi con người đến thế giới này, không giờ phút nào ngừng truy cầu để thỏa mãn dục vọng của mình. Nhiều khi chúng ta đã có được cái mình muốn, nhưng thấy người khác còn có cái tốt hơn, thì lại bắt đầu trở nên thất vọng. Người thì oán trách cuộc sống của mình không được tươi đẹp, rực rỡ như người khác. Có người oán trách chồng mình không tài giỏi, không biết quan tâm như chồng người khác. Có người oán trách con mình không nghe lời hiểu biết như con người khác. Nếu một mặt lúc nào cũng hâm mộ những gì mà người khác có, mặt khác lại oán trách những gì mình có, thế thì cả cuộc đời này vĩnh viễn chẳng thể có được niềm vui. Lòng ham muốn như cái động không đáy, khi dục vọng trở nên sâu vô đáy thì không thể nào lấp đầy, không thể nào thỏa mãn được. Vậy nên biết đủ mới có thể luôn vui vẻ. Hâm mộ những gì người khác có, không bằng trân quý những gì mình đang có. Thân thể mạnh khỏe, gia đình ấm êm, công việc ổn định. Có thể những thứ bạn thấy quá ư là tầm thường bình dị này, lại là truy cầu ước mơ của bao kẻ khác. Con người thường nghĩ rất nhiều về quá khứ và tương lai, nhưng lại có thói quen lơ là hiện tại. Kỳ thực, quá khứ đã qua từ lâu rồi, mà tương lai thì chứa đầy những ẩn số chưa biết. Chỉ có hiện tại mới là những thứ bạn thực sự có thể nắm bắt được. Thế nên, cần nắm bắt hiện tại, trân quý hết thảy những gì mình có. Khi tài hoa không đủ lớn, đó là lúc chúng ta nên tĩnh tâm lại để học tập. Trân quý những gì tốt đẹp hiện tại không có nghĩa là vứt bỏ hy vọng đối với tương lai. Biết đủ thường vui là để chúng ta giữ tâm thái cho chính, thản nhiên đối mặt với những được mất trong đời, mà không phải để chúng ta vứt bỏ ước mơ, an phận với hiện trạng. Về tương lai, chúng ta sẽ phải nếm trải những đổi thay, trải nghiệm những biến hóa của cuộc sống, nhất là thời kỳ tuổi trẻ. Hết thảy đều chứa đầy những khả năng vô hạn. Cuộc sống là để sáng tạo, nếu không nó sẽ biến thành sinh tồn. Khi này, nếu cảm thấy tài hoa không đủ lớn, đó là lúc chúng ta nên tĩnh tâm lại để học tập. Học tập tất cả những gì có lợi, có thể hỗ trợ cho tương lai của chúng ta. Hàm dưỡng văn hóa, kỹ năng chuyên ngành, kỹ năng giao tiếp, sự nhẫn nại, nghị lực. Tất cả những thứ này đều đáng để chúng ta bỏ thời gian cả đời ra, không ngừng học tập, không ngừng rèn luyện.
Không có người nào là kẻ mạnh thiên bẩm, cũng không có thành công nào hễ bắt tay vào làm là thành tựu. Đằng sau tất cả những thu hoạch đều là sự kiên trì và nỗ lực mà người khác không biết. Có lẽ đã từng có người phũ phàng với bạn rằng, cứ nỗ lực làm đi, chắc gì đã có thu hoạch. Hoàn toàn chính xác, dốc sức không nhất định sẽ có thành quả. Nhưng nếu không dốc sức, thì nhất định sẽ không có thành quả. Cơ hội có chiếc bánh từ trên trời rơi xuống quá nhỏ, quá nhỏ. Nếu muốn có tương lai, thì trước hết hãy dốc sức nỗ lực. Đừng nên quá dựa dẫm vào người khác. Bạn có dựa quá mức vào người khác không? Có lẽ bạn có cha mẹ tốt, họ đã để cho bạn được sống những ngày an nhàn, chiều chuộng từ nhỏ. Cho dù giờ đây bạn đã trưởng thành, đã bước vào xã hội, nhưng cha mẹ vẫn quan tâm chăm sóc bạn như trước. Hoặc bạn có người chồng tốt, chồng có sự nghiệp thành đạt, lại nhất nhất nghe theo bạn. Xưa nay chưa từng yêu cầu bạn làm gì, tiền kiếm được đều đưa hết cho bạn giữ. Vì có sự yêu thương chăm sóc như thế của người thân, nên bạn rất khó trải nghiệm được khó khăn của cuộc sống. Thế là bạn lơi lỏng cảnh giác với cuộc sống, buông lỏng yêu cầu đối với bản thân, bắt đầu chìm đắm trong trạng thái cuộc sống nhàn nhã lại tốt đẹp. Nhưng dựa vào người khác mà có được thoải mái an nhàn, bạn thực sự đón nhận thản nhiên không? Trong tâm không có chút gì suy nghĩ và lo lắng sao? Cha mẹ mỗi ngày một già đi, một ngày nào đó họ không còn sức lực chăm sóc bạn nữa. Hơn nữa lại cần bạn chăm sóc họ. Bạn xưa nay chỉ biết hưởng thụ, thì sẽ làm thế nào? Chồng bạn có yêu thương bạn thế nào đi nữa, nhưng bạn đã quen ỷ lại vào anh ấy. Nếu đột nhiên gặp phải chuyện tình cảm đổi thay, thì sẽ đối diện với cuộc đời còn lại như thế nào đây? Quá dựa dẫm vào người khác, chi bằng tự đứng trên đôi chân của mình. Đừng bao giờ phó thác tất cả hy vọng cuộc sống vào bất kỳ một người nào khác. Bạn có con đường của chính mình, tương lai của chính mình. Bạn cũng cần mạnh mẽ để độc lập đối diện với hết thảy thách thức trong cuộc đời. Biết đủ thường vui, nỗ lực tiến thủ, độc lập tự chủ. Đây chính là ba đạo lý thực dụng nhất của cuộc đời. Cảm ơn quý vị đã ghé thăm và lắng nghe chương trình. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của quý vị ở bên dưới để giúp chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lắng Đọng Đêm Về, phát sóng vào 21 giờ mỗi tối.